Xin chào tất cả các bạn, mình là Du lập trình viên. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một bài toán có tên gọi là thay thế các phần tử với giá trị lớn nhất ở bên phía tay phải. Đề bài chi tiết như sau: cho chúng ta một mảng số nguyên array, chúng ta phải thay thế mỗi phần tử ở trong cái mảng này với phần tử lớn nhất giữa các phần tử ở bên phía tay phải của nó, và thay thế cái phần tử cuối cùng với trừ một. Sau khi làm như vậy á, thì chúng ta sẽ trả về, sau khi mà chúng ta đã cập nhật lại cái array này thì chúng ta sẽ trả về array là cái kết quả. Ví dụ một, chúng ta có cái mảng đầu vào như sau, gồm có 6 chữ số, gồm có các chữ số như sau: 17, 18, 5, 4, 6 và 1. Thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần tử đầu tiên là con số 17. Thì nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm ra con số lớn nhất ở bên phía tay phải của con số 17 để thay thế nó. Thì những con số ở bên phía tay phải của con số 17 sẽ là 18, 5, 4, 6 và 1. Thì chúng ta thấy là trong các con số này thì con số 18 là con số lớn nhất, nên chúng ta sẽ thay thế con số 17 bằng con số 18 ở cái mảng kết quả trả về. Tương tự như vậy, chúng ta đi đến cái phần tử thứ hai. Phần tử thứ hai hiện tại là con số 18. Thì bên tay phải của con số 18 sẽ là gồm các con số 5, 4, 6 và 1. Do đó, con số 6 sẽ là con số lớn nhất và chúng ta sẽ phải thay thế của con số 18. Chúng ta thấy là con số 6 được thay thế ở trong cái mảng kết quả. Chúng ta đi đến cái phần tử thứ ba, thì với con số 5 này chúng ta sẽ phải thay thế bằng con số 6. Chúng ta tiếp tục đi đến con số kế tiếp là con số số 4, thì chúng ta cũng phải thay thế bằng con số 6. Và đối với con số 6 thì chúng ta sẽ thay thế bằng con số 1. Và tới số 1 thì bên phải nó không còn phần tử nào, nó là phần tử cuối và đề bài yêu cầu chúng ta là thay thế bằng con số trừ 1. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ trả về kết quả cho chương trình là một cái mảng gồm các con số 18, 6, 6, 6, 1 và trừ 1. Rồi, mình nghĩ là các bạn cũng đã nắm được cái yêu cầu của đề bài. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua phần suy nghĩ về thuật giải cho bài toán này. Đối với một cái bài toán xử lý mảng các số nguyên thông thường, chúng ta sẽ có một cái vòng lặp như với biến chạy y bắt đầu từ phần tử đầu tiên và chạy đến phần tử cuối cùng của cái mảng số nguyên đó. Tức là chúng ta có thể nói chúng ta duyệt từ trái sang phải. Tuy nhiên, đối với bài toán này, nếu như chúng ta thay đổi việc đó một chút bằng cách là chúng ta duyệt từ phải sang trái, tức là chúng ta duyệt bắt đầu từ phần tử cuối cùng của mảng và cho y giảm dần đến phần tử đầu tiên của mảng, thì như vậy cái thuật toán của chúng ta sẽ rất là đơn giản, bởi vì trong mỗi lần chúng ta y ở vị trí hiện tại, chúng ta chỉ việc so sánh nó với giá trị lớn nhất mà chúng ta đang lưu trữ. Nếu như nó là giá trị nếu như nó lớn hơn giá trị lớn nhất thì chúng ta cập nhật lại giá trị lớn nhất, đồng thời chúng ta lấy giá trị lớn nhất chúng ta cập nhật cho cái giá trị ở vị trí thứ y. Chúng ta làm như vậy lần lượt cho đến hết cái dãy số thì chúng ta sẽ có cái dãy kết quả. Mình sẽ giải thử cái thuật toán đó với ví dụ một như sau: 17, 18, 5, 4, 6 và 1. Thì lúc đầu mình sẽ có một cái giá trị lớn nhất là trừ 1, bởi vì mình chưa duyệt lần nào. Rồi, bây giờ y của chúng ta sẽ chạy từ vị trí thứ cuối cùng của cái dãy số này. Thì bây giờ chúng ta thấy chúng ta lục lần lúc đầu tiên là chúng ta sẽ gán cái giá trị maximum này vào vị trí hiện tại. Sau đó chúng ta so sánh giá trị tại vị trí hiện tại là 1, trong khi đó thì giá trị lớn nhất của chúng ta là trừ 1. Như vậy chúng ta cần phải thay thế cái giá trị maximum của chúng ta bằng 1, vì 1 lớn hơn trừ 1 mà chúng ta luôn luôn muốn cái giá trị này giữ cái giữ cái vị trí lớn nhất, giữ cái giá trị lớn nhất. Rồi sau đó chúng ta sẽ duyệt cho y lùi về một phần tử. Thì lúc này y ở vị trí số 6
chúng ta cũng làm tương tự như cái bước hồi nãy, chúng ta cập nhật cái giá trị lớn nhất vào cho y, và lúc này chúng ta lấy vị trí hiện tại y là 6, chúng ta so sánh với giá trị lớn nhất, chúng ta thấy 6 lớn hơn 1 nên suy ra chúng ta phải cần phải cập nhật lại giá trị 6. Rồi chúng ta lại cho y lui về một đơn vị. Thì tới lúc này chúng ta lấy số 6, chúng ta cập nhật vào số 4. Rồi chúng ta lại lấy số 4 so sánh với số 6. Số 4 và số 6 thì số 6 vẫn là số lớn nhất nên chúng ta không có sự thay đổi ở trong cái biến giữa giá trị lớn nhất. Chúng ta lại tiếp tục cho y lui về một đơn vị. Rồi thì lúc này chúng ta sẽ lấy số 6 gán cho vị trí số 5. Rồi chúng ta sẽ so sánh 5 với 6 thì chúng ta thấy là 5 vẫn nhỏ hơn 6 nên chúng ta vẫn tiếp tục. Ở cái chỗ này là 4, là 6 chứ không phải là 4 nha các bạn. Tại vì lúc này là cái lúc mà y ở đây là cái mắt của mình là 6 rồi. Sorry. Rồi, sau đó thì mình sẽ lui về một một cái bước nữa, y số ngay cái 18 thì mình vẫn lấy 6 cập nhật trước. Sau đó thì chúng ta sẽ so sánh 18 và 6 thì chúng ta thấy lúc này chúng ta phải thay đổi cái maximum chúng ta là 18. Rồi. Chúng ta di chuyển y về phần tử đầu tiên, thì đối với phần tử đầu tiên chúng ta chỉ cần lấy cái maximum này chúng ta cập nhật vào thôi. Rồi, và chúng ta có thể kết thúc cái thuật giải của chúng ta với ví dụ một ở đây. Các giá trị mà chúng ta cần phải trả về sẽ là 18, 6, 6, 6, 1 và -1. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cài đặt cái thuật giải này bằng ngôn ngữ lập trình Golang. Thì cài đặt khá là đơn giản, chúng ta sẽ khai báo một biến mắc bằng -1 như trên. Chúng ta sẽ có một cái vòng lặp y. Nhưng mà y bây giờ không chạy từ trái qua phải mà chạy từ phải sang trái với cái điểm bắt đầu là phần tử cuối cùng của mảng. Sau đó thì y sẽ chạy đến khi nào còn lớn hơn bằng 0 và y trừ trừ. Tức là giảm y một đơn vị cho mỗi lần chạy. Sau đó chúng ta sẽ có một cái biến tạm, chúng ta giữ cái giá trị của vị trí ở đây hiện tại. Mục đích là để chúng ta sau này chúng ta so sánh để cập nhật lại mắt thôi. Chúng ta sẽ cập nhật cái giá trị hiện tại bằng mắt. Rồi chúng ta kiểm tra nếu mà giá trị tạm này lớn hơn mắt thì chúng ta sẽ cập nhật lại mắt bằng tạm. Rồi. Đơn giản vậy thôi. À, mình còn phải trả về cái biến array nữa. Rồi, các bạn thấy như vậy là chúng ta tương đối hoàn thành cái thuật giải này, chúng ta thử chạy với ví dụ một ha. Đó, như vậy là chúng ta đã giải thành công cái ví dụ một. Chúng ta thử submit để giải các ví dụ khác. Rồi, chúng ta đã giải được tất cả các cái ví dụ còn lại. Bây giờ đơn giản thì chúng ta sẽ xem cái độ phức tạp của cái thuật toán này là bao nhiêu. Đơn giản chúng ta chỉ có một cái vòng lặp đi n lần. Với n là chiều dài của cái mảng nên độ phức tạp của nó là ON. Độ phức tạp của không gian lưu trữ, chúng ta không sử dụng thêm bất cứ một cái không gian lưu trữ mới nào. Nên chúng ta sẽ cho nó là O1, là một hàng số. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, subscribe và chia sẻ kênh. Nếu các bạn có thắc mắc hay có cách giải hay hơn thì các bạn có thể ghi vào cái phần comment ở phía bên dưới của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Xin chào.